Những sao Việt bị fan phản đối gay gắt chuyện yêu đương. Nhiều sao Việt từng bị fan từ chối ủng hộ và phản đối gay gắt khi biết thần tượng đang vướng vào chuyện hẹn hò. Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm. Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm đã được fan đồn đoán hẹn hò từ 3 năm trước với hàng loạt nghi án xung quanh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa một lần lên tiếng thừa nhận hay chia sẻ gì về mối quan hệ này. Dù chưa xác minh, nhưng nghi vấn yêu nhau của cặp đôi này dường như đang ngày càng được xác tín, bởi cả hai không chỉ bị soi về loạt quần áo đôi, cách anh chàng ủng hộ chị gái của người yêu tin đồn và mới đây nhất là chiếc khuyên trên mũi của họ. Đông đảo người hâm mộ phát hiện ra chiếc khuyên mũi trong hình ảnh Sơn Tùng đăng tải lên trang Instagram giống như của Thiều Bảo Trâm. Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm bị phát hiện liên tục cùng dùng đồ đôi. Chứng kiến cảnh thần tượng dành sự quan tâm đặc biệt đến người phụ nữ khác, không ít fan quá khích của Sơn Tùng đã lên tiếng phản đối. Thậm chí nhiều fan bay tẩy chay Thiều Bảo Trâm mọc lên như nấm và thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Thiều Bảo Trâm từng bị fan của người yêu tin đồn công kích dữ dội, thậm chí là những kẻ mắng nhiếc rất khó lọt tai. Gần đây nhất, Sơn Tùng bị các fan phản ứng dữ dội khi nửa năm trời không cập nhật gì mới trên trang cá nhân, nhưng lại chia sẻ công khai sản phẩm âm nhạc mới của Thiều Bảo Trang, chị gái Thiều Bảo Trâm. Subin Hoàng Sơn và Hiền Hồ. Nghi vấn hẹn hò của cặp đôi này được đặt ra kể từ đêm chung kết của The Voice khi Subin Hoàng Sơn trở thành khách mời và kết hợp rất ăn ý với thí sinh Hiền Hồ. Sau đó, những bức ảnh thân mật tình tứ được cho là của Subin Hoàng Sơn đang đi xem phim cùng Hiền Hồ được cộng đồng mạng chia sẻ với nhau một cách nhanh chóng. Và khi ấy, cặp đôi này gặp phải rất nhiều tranh cãi của dư luận. Subin và Hiền Hồ bị nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm khi được cho là cùng nhau đi xem phim khuya. Sau khi những bức ảnh này đăng tải, có rất nhiều luồng ý kiến xoay quanh cặp đôi này. Có người ủng hộ, nhưng cũng có vô số fan đòi tẩy chay Hiền Hồ. Đặc biệt là fan Subin Hoàng Sơn công kích cô ca sĩ trẻ rất dữ dội. Thậm chí có người còn đòi giết Hiền Hồ, họ yêu cầu nữ ca sĩ buông tha cho thần tượng của họ. Sau đó, Subin đã lên tiếng về sự việc và thừa nhận cả hai đã dần tìm hiểu về nhau. Có nhiều luồng ý kiến, thậm chí tranh cãi xoay quanh Subin và Hiền Hồ. Người thì cho rằng Subin phủ phàng, không biết cách bảo vệ bạn gái nên mới chia tay ngay khi bị phát hiện. Một số khác lại nghĩ rằng Hiền Hồ đang lợi dụng Subin để được nổi tiếng hơn. Subin và Hiền Hồ đã vướng phải nhiều ồn ào khi câu chuyện này xảy ra. Thời điểm đó, cả hai đều mong sự việc sẽ được dừng lại và khán giả hãy quan tâm đến sản phẩm âm nhạc của họ hơn là đời tư. Hoài Lâm và Hoàng Ngọc. Khi công khai quan hệ tình cảm với bạn gái Hoàng Ngọc, cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, Hoài Lâm liên tiếp vấp phải những lời chỉ trích không hay. Thậm chí tại một đêm nhạc riêng, Hoài Lâm cũng nhận được thư của khán giả bày tỏ bức xúc về chuyện tình cảm của anh. Khán giả này cho rằng chuyện tình cảm đã ảnh hưởng đến hình ảnh ngoan hiền mà anh xây dựng bấy lâu nay. Nhiều khán giả tỏ ra khó chịu và chỉ muốn Hoài Lâm tập trung ca hát hơn chuyện yêu đương hay đòi kết hôn sớm. Sau nhiều lần im lặng vì cảm thấy bị xen vào chuyện cá nhân quá mức, nên Hoài Lâm đều lên tiếng đáp trả thẳng thắn về chuyện tình cảm của mình và bạn gái. Hoài Lâm tiếp tục đăng ảnh cùng bạn gái lên trang cá nhân, mặc cho mọi người không hài lòng về mối quan hệ này. Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Từng từ chối nhiều tin đồn hẹn hò, đến tháng 10/2016, Bảo Anh chính thức thừa nhận cô và Hồ Quang Hiếu đang có mối quan hệ tình cảm với nhau. Kể từ lúc công khai hẹn hò, cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cặp đôi gặp rất nhiều lời bình luận chỉ trích từ fan của giọng ca không cảm xúc. Trước đó, dưới hình ảnh được Bảo Anh chia sẻ lên trang cá nhân, một số fan của Hồ Quang Hiếu đã để lại bình luận kiếm nhã. Một người hâm mộ thậm chí còn nặng lời yêu cầu nữ ca sĩ phải chia tay bạn trai, trả anh Hiếu lại cho em, nếu không chị sẽ bệnh mà chết. Đáp lại bình luận nói trên, Bảo Anh không tỏ ra tức giận, thay vào đó cô trả lời một cách hài hước: em ơi, 192 Hàm Tử đang chờ đón em về. Thậm chí Bảo Anh còn gửi lại bản đồ hướng dẫn cách đi cụ thể. Và được biết, địa chỉ trên chính là bệnh viện tâm thần ở thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Anh luôn có những câu trả lời sốc khi bị chỉ trích về chuyện yêu đương. Ngoài ra, trước nghi vấn mối quan hệ giữa Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chỉ là chiêu trò PR và anh lợi dụng tên tuổi của bạn gái, nam ca sĩ thẳng thắn, không hề có chuyện lợi dụng gì nhau, mỗi người đều có một hướng đi riêng. Nếu nói lợi dụng thì tôi đã công khai từ trước, chứ không kể đến khi báo chí chụp ảnh đưa tin các kiểu. Chúng tôi đã yêu nhau được 2-3 năm rồi mà. Từ nhau trên mạng xã hội, tình thân Mến Thân Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp đã đứt đoạn. Đã lâu cả hai không còn sống đôi giữa sự kiện. Trên mạng xã hội, hai người cũng đã xóa tài khoản của nhau như chưa bao giờ quen. Thời gian gần đây, những hình ảnh quen thuộc của người mẫu Ngọc Trinh và ông bầu Vũ Khắc Tiệp song hành cùng nhau đã trở nên vắng bóng.
Nhiều nghi vấn cho rằng cả hai đang mâu thuẫn nội bộ, không còn mặn mà như mối thân tình trước kia họ vẫn khẳng định. Ngọc Trinh từng là đại mỹ nhân trong tay ông bầu, Vũ Khắc Tiệp. Dù bao nhiêu người đẹp cứ đến rồi đi, nữ hoàng nội y vẫn một lòng một dạ với người đã cùng mình thăng tiến kể từ khi cô chân ướt chân ráo mới vào nghề. Trong mọi sự kiện, nơi nào có Ngọc Trinh, nơi đó có Vũ Khắc Tiệp và ngược lại. Mỗi chương trình mời Ngọc Trinh ngồi ghế nóng thì y như rằng chiếc ghế bên cạnh cũng thuộc về ông bầu của cô. Người mẫu vòng eo 56 được xem là con át chủ bài thành công nhất mà Vũ Khắc Tiệp gây dựng trong showbiz. Có thể nói sẽ không có Ngọc Trinh nếu không có Khắc Tiệp. Tuy nhiên, nếu không có trong tay một cô gái đặc biệt như Ngọc Trinh, ông bầu họ Vũ chưa chắc đã có cuộc sống hiện tại. Trong các chuyến du lịch gần xa, cả hai không ngần ngại ghi lại hình ảnh, đồ đôi súng xính dạo phố. Hình ảnh thường xuyên được Vũ Khắc Tiệp và gà cưng khoe lên mạng xã hội. Chưa từng e ngại hay sợ sệt về mối quan hệ tình cảm đặc biệt, cả hai thản nhiên trước những khoảnh khắc thân mật, mặc cho nhiều người nói ra nói vào. Thời gian gần đây, mọi chuyện có vẻ đã khác khi cặp đôi nổi tiếng này vô cùng im ắng trong các hoạt động cá nhân. Ngọc Trinh thường xuyên lẻ bóng trong các dự án mà không có một lời nhắc đến người anh họ Vũ. Trang cá nhân của cô cũng không còn chia sẻ những khoảnh khắc thân mật cùng đàn anh. Tương tự, Vũ Khắc Tiệp thường xuyên đăng ảnh cá nhân và những người bạn, chỉ có điều không phải là nữ hoàng nội y. Không chỉ tránh nhắc về nhau bằng lời, thậm chí trên trang cá nhân, cả hai đã không còn giữ mối quan hệ bạn bè. Việc hủy kết bạn trên Facebook của Ngọc Trinh và Khắc Tiệp đã khiến sự nghi ngờ về mối thâm tình giữa ông bầu gà cưng không còn ngọt ngào như xưa là có thật. Thảm kịch xả súng Las Vegas và nỗi ám ảnh của những người sống sót. Vụ xả súng kinh hoàng tại Las Vegas của Mỹ đã khiến cả thế giới run sợ. Không chỉ những người đã ra đi trong thảm kịch, mà những người còn sống sót sau vụ xả súng, đây chắc chắn là nỗi ám ảnh ghê gớm nhất trong cuộc đời họ. Mới đây trên mạng xã hội đang rỉ tai nhau. Một công cụ đo lường cảm xúc, và cũng bằng công cụ này, cộng đồng mạng đã thấy một ngày mà chỉ số hạnh phúc trên mạng xã hội thấp nhất từ trước đến nay, ở mức 5,77, đó chính là ngày 2 tháng 10. Ngay sau khi diễn ra vụ thảm sát nhằm vào lễ hội âm nhạc đồng quê tại Las Vegas, trước đó hai sự kiện khiến thước đo cảm xúc trên mạng xã hội thấp nhất là vụ tấn công quán bar người đồng tính ở Florida làm 49 người chết và hơn 50 người bị thương hồi năm ngoái, và Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Người ta có thể dùng công cụ này để đo lường cảm xúc của những người dùng mạng xã hội. Thế nhưng, với những nạn nhân trong đêm 1 tháng 10 vừa qua, nỗi đau tinh thần mà họ phải chịu đựng có lẽ sẽ không một công cụ nào đo đếm nổi. Chỉ cách kẻ sát nhân một tầng gác, người đàn ông tên Groringer không chỉ là một trong số người thoát chết trong gang tấc sau vụ xả súng đẫm máu nhất của lịch sử hiện đại Mỹ, mà còn có một mối duyên đáng sợ tới vụ thảm kịch này. Trả lời với báo tư vấn viên IT đến từ Bovama gần Los Angeles này cho biết, anh đến Las Vegas để nghỉ cuối tuần và quyết định đi xem buổi biểu diễn của ngôi sao nhạc đồng quê Jason Aldean. Điều đặc biệt khiến anh nghĩ lại vẫn còn rùng mình chính là căn phòng khách sạn mà anh thuê nằm ngay trên căn phòng của kẻ sát nhân hàng loạt, thủ phạm vụ xả súng. Khi nhắc lại ngày hôm ấy, Floringer vẫn còn thấy nó như một cơn ác mộng đáng sợ. Những gì diễn ra thật kinh khủng. Nhưng những người ở đó đều cố hết sức để giúp đỡ nhau. Tôi thấy họ ôm lấy những đứa bé không phải con mình, đẩy xe lăn giúp người xa lạ. Chúng tôi đều muốn đua nhau thoát khỏi cơn ác mộng. Dù phải trải qua nỗi đáng sợ khủng khiếp trong vụ xả súng và thoát thân nhờ trèo qua một hàng rào cao 3 mét, thế nhưng nỗi ám ảnh của Rolando càng tăng lên gấp bội khi anh nhận ra địa ngục mà mình vừa trải qua bắt nguồn từ chính căn phòng dưới chân mình. Stephen ở phòng 134 tầng 32 và tôi ở phòng 134 tầng 33. Tên sát nhân đã đập vỡ khung cửa sổ và ngắm bắn đám đông tại chính căn phòng đó. Với anh, việc trở lại căn phòng chỉ cách kẻ sát nhân điên loạn một tầng gác là một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Mỗi khi gió mạnh, rèm cửa căn phòng bên dưới sẽ tung lên và đập vào kính cửa phòng tôi, thật khiến người ta rùng mình. Đấu tranh với tử thần tới phút cuối cùng, khắp nơi đều là tiếng la hét, càng lúc càng trở nên điên cuồng. Van der Stey, 43 tuổi, kể lại, tôi cảm thấy bụng mình có một lực va vào và sau đó tôi biết mình đã trúng đạn. Trả lời phỏng vấn với báo ngay trên giường bệnh, nữ y tá đến từ Los Angeles cho biết sự kiện ngày 1 tháng 10 đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Tôi thấy người chết, rất nhiều người chết và cả những người đang thoi thóp. Tôi không thể giúp ai cả. Giờ phút ấy tôi chỉ biết rằng mình không thể ở đây. Tôi biết tôi không muốn chết. Tôi chưa sẵn sàng để chết ở đây. Van der Stey đã mang theo hai vết thương lớn ở bụng và chân, ép mình chạy băng qua làn đạn,
và sau đó leo qua hàng rào để thoát khỏi khu vực nhạc hội. Sau đó cô ẩn nấp với một nhóm người không quen biết cùng chờ cơn mưa đạn kết thúc. Cô kể lại rằng mình đã giẫm lên người khác trong khi tìm cách thoát thân, điều đó có thể sẽ ám ảnh cô tới suốt cuộc đời. Đối mặt với hiện tại, dù đã thoát khỏi thảm cảnh, nhưng Vanessa phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột kết và ruột non. Đau đớn về thể xác là thế, nhưng có lẽ những chấn thương trong tâm lý sẽ rất khó để xoa dịu sau những kinh hoàng mà cô đã trải qua vào đêm 1 tháng 10. Anh ấy nắm chặt tay tôi trong chốc lát rồi sau đó không qua khỏi nữa. Đây chắc chắn sẽ là ký ức khủng khiếp nhất với Hunter, một nhân viên phục vụ bar ở Las Vegas. Khi cô đã ở bên và chứng kiến cái chết của những nạn nhân trong vụ xả súng, cô không quen biết Jordan, một thợ cơ khí 23 tuổi đến từ British, Canada, nhưng đã nắm tay và ở bên cạnh anh suốt nhiều giờ trong làng đạn. Họ ở bên nhau khi anh đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Nếu tôi ở trong trường hợp tương tự, tôi sẽ hy vọng có ai đó bên cạnh mình. Tôi sẽ không muốn phải cô độc trong giờ phút như vậy. Thế nên, tôi đã không thể bỏ anh ấy lại một mình. Sự xúc động vẫn còn khi cô trả lời trên truyền hình CBS về vụ xả súng. Gil cho biết cô đang làm việc ở khu vực quầy bar của nhạc hội. Khi hỗn loạn nổ ra, hàng trăm người đổ vào khu vực quầy bar vốn nằm gần cổng ra. Gil nhìn thấy hai người đàn ông bị thương và đã cố gắng chăm sóc họ. Một người trong đó là MC Run, anh bị trúng đạn vào bụng và bị tách khỏi bạn gái Amber. Anh ấy nắm chặt tay tôi trong chốc lát rồi sau đó không qua khỏi nữa. Cô kể lại, cô liên lạc điện thoại với bạn gái của MC Dun, người đang lánh nạn tại khách sạn Tropicana. Cô ấy nói, hãy nói thật với tôi, và tôi trả lời anh ấy mất rồi. Cô cũng hứa với người bạn gái rằng sẽ bên cạnh MC Dun và làm điều tương tự khi liên lạc được với mẹ anh. Trong suốt 4 tiếng đồng hồ, Gul vừa ở bên cạnh MC Dun. Với nghĩa cử của mình, Gul đã nhận được vô số lời khen ngợi từ người dùng mạng xã hội. Cảm ơn vì đã xoa dịu anh ấy, gia đình và bạn bè anh ấy, cũng như những người xa lạ, như tôi biết ơn rằng anh ấy đã không phải cô độc một mình. Là lời nhắn gửi của Jennifer, sống ở British Canada. Thế nhưng, dù có bao nhiêu lời khen, bao nhiêu sự động viên cho nghĩa cử cao đẹp của cô, thì có lẽ với Gu, thảm kịch ngày hôm ấy sẽ ám ảnh cô đến suốt cuộc đời.